Các anh chị ở đây coi có tiền đúng không ạ? Hỏi từ tuần trước sang tuần này mà không trả lời em là sao ạ? Khinh em ạ. Ai đây? Chào em, anh là người có tiền, cho anh chơi với nhé. Wow wow wow. Dân có tiền nhìn phát biết luôn đấy. Đâu tiền anh đâu? Tiền anh đây. Anh ơi, em hỏi tiền chứ em không có hỏi não, nên anh không cần phải chứng minh mình là người có não, anh hiểu không? Đây, tiền đây. Xin lỗi, vô duyên quá. Bộ tóc này mua bao tiền à? 3,5 triệu. Thế thì anh chưa có tiền lắm đâu ạ. Chúc mừng anh quay vào ô mất lượt. Bye. Chú mày chả hiểu cái gì cả. Ngực giả nhá, 60 triệu 40 năm. Răng giả nhá, 120 triệu 20 năm. Anh dùng có 3,5 triệu một năm. Mày nhân lên 40 năm là bao nhiêu tiền của anh cả? 140 triệu. Wow. Thì anh đúng là người có tiền rồi. Thế cho phép chúng mình kết bạn với nhau anh nhé. Yêu trong lành nhất thế gian, như cánh hoa lên giữa tuyết băng. Em đang nghe tim mình lên tiếng, lên nhau hơi cô chiều mến. Mọi người ơi, bây giờ cứ ai dùng hàng giả là đại gia hay sao ấy? Từ trước đến nay, mình cứ tưởng ai dùng hàng giả là nghèo cơ.